Biển Ân né Trấn Thành, không dám ngồi xe chung khi làm phim. Biển Ân thu hút sự quan tâm của dư luận khi bộ phim Nhà Bà Nữ mang về doanh thu hơn 400 tỷ đồng. Trò chuyện với Dân Việt, nữ diễn viên tiết lộ chuyện hậu trường cô cùng ekip thực hiện bộ phim này. Trong phim Nhà Bà Nữ, Biển Ân đảm nhận vai Ngọc Nhi, con gái mới lớn của bà nữ bán bánh canh, Lê Giang. Đây là vai diễn quan trọng tồn tại những mâu thuẫn, bất đồng giữa Ngọc Nhi với quan điểm sống của mẹ. Lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong Nhà Bà Nữ, Biển Ân đã nhận về nhiều lời khen về diễn xuất. Dù thành công với vai diễn trong bộ phim đã mang về doanh thu hơn 400 tỷ đồng, nhưng Biển Ân vẫn phải chịu nhiều áp lực của dư luận với cái mác em gái Trấn Thành. Nhiều người nói rằng, vai diễn đến với Biển Ân chỉ vì lý do bạn là em gái của Trấn Thành, Biển Ân có muốn phản bác điều này? Là anh trai của tôi, anh Thành hoàn toàn biết lực diễn của tôi ra sao. Vai diễn này đến với tôi không hề dễ dàng. Tuy chúng tôi là người nhà, nhưng cũng phải nhờ tới nhiều lý do khác, tôi mới được vào vai diễn này. Tôi rất biết ơn giám đốc sản xuất là chị Đỗ Hoàng Vũ, nhờ chị làm cầu nối, chất xúc tác và là người rót mật vào tai tới anh Thành để anh có thêm niềm tin chọn tôi diễn. Vậy khi làm việc trên trường quay, Trấn Thành coi bạn là em gái hay là diễn viên như các đồng nghiệp khác? Một khi đã quay phim, tôi có cảm giác anh Thành không coi mình là em gái nữa. Hoàn toàn không có chút thương nào ở đây, anh Thành rất nghiêm túc và sẵn sàng hóa thân thành bà La Sát để hiệu quả công việc được tốt nhất. Nhiều khi lên đoàn phim, tôi chỉ muốn né ngay anh Thành vì anh không ngại la mắng cho dù tôi có là em gái anh. Tôi sợ đến nỗi còn không dám đi chung xe về với anh trai mình. Hiện tại, bộ phim vẫn đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có cả những phản hồi không hay về phần diễn xuất của Uyển Ân. Bạn đối mặt với điều này thế nào? Dù khán giả có nhận xét ra sao thì tôi vẫn luôn lấy đó làm động lực để hoàn thiện hơn, để trở thành phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày. Tôi biết dù mình đã có một thời gian diễn xuất nhưng vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, cần phải luyện tập nhiều hơn. Cảnh quay nào trong phim Nhà Bà Nữ khiến Uyển Ân căng thẳng, ám ảnh? Chắc chắn là cảnh phim trong ngày quay đầu tiên, cảnh đó cũng không quá khó nhưng khi mới bước vào nhân vật của mình, tôi sẽ khó nhập tâm ngay vào nhân vật, không tránh khỏi một chút gượng gạo. Tuy nhiên, với tính cách của anh Thành, anh cầu toàn tới mức đòi hỏi mọi thứ phải tốt nhất có thể. Tôi nhớ lúc đó mình mới chỉ thoại một, hai câu mà anh đã mắng rồi. Làm lại chắc chắn là hai từ mà tôi và các đồng nghiệp được nghe nhiều nhất từ anh Thành. Lúc đó, tôi cảm thấy áp lực, tay chân cứ run lên. Không chỉ có tôi mà các diễn viên khác như chị Lê Giang cũng cảm thấy vậy. Đến khi họp báo ra mắt phim, trong tôi vẫn còn cảm giác run y chang lúc đó. Qua giai đoạn đó, Biển Ân cảm thấy mình khá hơn nhiều trong cách diễn không? Dĩ nhiên, sau một thời gian quay phim tôi bắt đầu quen với áp lực mà anh Thành tạo ra cho mình. Tôi hiểu anh chỉnh mình cũng vì muốn cho mình tiến bộ hơn. Khi về đến nhà, người đạo diễn mà tôi làm việc cùng vẫn là người anh hai tốt bụng, chia sẻ với tôi mọi thứ. Thứ tôi học được ở anh Thành là cái tâm và trách nhiệm, đó là thứ khiến anh nhận về nhiều sự yêu mến cho đến bây giờ. Ngoài ra, tôi cũng muốn cảm ơn dàn diễn viên trong phim Nhà Bà Nữ, mọi người đối xử với tôi gia đình, khiến tôi cũng bớt căng thẳng để vào vai tốt hơn. Biển Ân có từng lo lắng việc mình là gương mặt mới nên không phải khán giả nào cũng yêu thích mình. Khán giả phía Nam có thể biết tới tôi, nhưng tôi nghĩ rằng đa số khán giả phía Bắc vẫn còn đang chưa biết Biển Ân là ai. Hy vọng sau phim Nhà Bà Nữ, tôi có thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Nhân vật của bạn trong Nhà Bà Nữ có những cảnh phim buộc phải bộc lộ cảm xúc rất mãnh liệt. Biển Ân đã làm gì để hoàn thành tốt điều đó? Nhân vật của tôi là cô gái có tâm hồn nhạy cảm, tôi cũng trải qua những điều tương tự cô ấy trong cuộc sống. Hơn nữa, với riêng tôi, đây là câu chuyện hoàn toàn chạm đến trái tim mình, nó khiến tôi mủi lòng và đồng cảm với nhân vật. Trong phim, bộ đôi mẹ, con Lê Giang và Uyển Ân cũng được khán giả nhắc tới rất nhiều, nhất là cảnh bà nữ tát con gái. Cảnh này được thực hiện ra sao? Chị Lê Giang diễn quá xuất sắc, thực hiện một phát ăn ngay nhưng rõ ràng với phim điện ảnh, một cảnh quay được yêu cầu quay nhiều góc khác nhau. Thế là ngày hôm đó, rất nhiều cái tát trên mặt tôi, nhưng đó cũng chỉ là một trong số rất nhiều áp lực và khó khăn mà người diễn viên gặp phải. Tôi hiểu rằng đã là diễn viên thì mình phải vượt qua điều đó. Sau phim Nhà Bà Nữ, Biển Ân có dự định gì trong tương lai? Tôi nghĩ mình chỉ là tập trung nhiều hơn trong diễn xuất để quý vị khán giả công nhận năng lực của mình. Cảm ơn Biển Ân đã chia sẻ thông tin.